chưa sáng rồi. Anh nghỉ nhá, để em đi mua ít đồ ăn sáng. Không nghỉ tí nữa em nghe anh dọn cái bếp. Ừ. Đi ra ngoài đầu phố đầu ngõ có mà. Anh cứ nằm nghỉ đi. Là có cái cửa hàng xôi, mua xôi cho anh được nhá. Em xôi à? Ừ. Vâng, thế để em mua xôi. Ôi, cái đêm này này nó mỏi quá. Bùn đất bùn quá toàn bộ nắm bùn dưới đất quá. Đấy chắc chưa. Chứ bị ngập nước sao mà nó đầy bùn đất đây. Còn này anh rửa tay đã. Thế tí nữa em anh dọn. Anh rửa tay đi đến sáng đó.
vào trong. Ờ, đây, anh định cái bếp đã, nhé. Đây mà. Em ơi, hôm nay mình làm xong hết vậy thì có cần làm cái gì ngoài vườn tiêu này nữa không? Bây giờ nó sắp giải tỏa nơi rồi thì làm được cái gì nữa anh? Mình cứ dọn cái bếp để cho nó sạch sẽ thôi. Nhưng còn bây giờ cũng chưa biết được là nhà nước lấy công đất thế nào thì chưa khai thác được gì. Bây giờ là có dự án quy hoạch đất ở đây rồi thì bây giờ mình có làm cái gì nữa đâu anh? Bây giờ mình mà làm thì sau này nó cũng không tính như mình đâu. Thế bây giờ mình cũng chẳng biết là trồng trọt cái gì, chăn nuôi như nào. Nó không có thì dọn dẹp bếp lúc xong thì khả năng là anh muốn về thăm nhà thì. Thế nhà anh ở đâu? À, nó mới chụp cây rồi em ạ, đi tất, anh đi qua đồi này, đi về tất, mất vài tiếng về nhà. À, thế thì không thì anh cho em đi cùng với. Đi cùng thế, em có leo, em leo được đồi với nội được suối cùng anh không? Có gì mà em không đi được. Được, nó thế thì anh cho em đi cùng này. Về tao biết nhà của anh, nhà nhỏ lắm, cái đồi ấy, cái đồi cỏ nhỏ xíu à. Biết là được đi cùng anh là được. Ừ, rồi, thì em lại mỏ chân thôi. Chỉ cần được đi cùng anh là mỏi em cũng đi. Nghề quá nhỉ, đến lúc này bảo anh cắm anh không cắm được đâu nhá. Bảo anh cắm không cắm được đâu. Anh cứ lo anh thôi, không phải cần phải lo cho em cứ tự đi được. Lo cho anh. À ừ luôn nhỉ. À, em cũng trước kia thì còn nhỏ chắc cũng đi đồi chứ nhỉ. Ngày xưa em cũng đi nhiều mà. Đây là kiểu ngày xưa là lúc mưa gió là nó ngập lụt này, nó cho bùn vào đây mình à. Em cũng bỏ không mà. Ừ. Con cái kéo ra đây. Con sẻng nó này giảm mất rồi, cả con sẻng thôi. Nó nhanh. À đây anh làm. Anh làm em quét. Thì nhà anh không được chê nhà nghèo nhá. Em có quan trọng gì đâu anh. Anh hỏi cái nhá. Quan trọng là tính cách của một con người thôi, chứ còn em có quan trọng gì hoàn cảnh đâu. Em về cả xuống xong. Em vào quét này, em vào quét bên trong.
quá nhiều đất này. Quá nhiều đất. Về anh với mọi người là sao? Anh bảo em là cô chủ với làm nói như nào? Em chẳng thấy cô chủ đâu. Em thích cậu. Giới thiệu thế nào? Em muốn anh giới thiệu gái cho anh của anh được không? Lại diễm phúc anh quá người lại bảo không? À, ông Hải nào vậy? À, có cô bạn gái trẻ đẹp thế? Này. Thế từ bây giờ em là bạn gái của anh được không? Ôi trời em ơi, em cứ trêu anh. Ôi em quá rồi đúng lại bằng tiếng anh lại trả được cái gì mà không lại ảnh hưởng nhé. Hay là anh thấy em không phù hợp với anh? Không rồi đấy này này anh làm sao mà so sánh được với em? Em là bà chủ bây giờ, anh là sao so sánh với em mà em nói như thế? Em nói thế anh ngại lắm, đến lúc mà người khác hiểu sai lại ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của em, lúc đó là nó khổ em nhá. Em không biết, nếu mà ai hỏi ạ thì anh phải giới thiệu em là bạn gái của anh đấy. Thôi được, em nói thế thì muốn thế nào cũng được.
Nhà anh ở xa như vậy chắc nhiều suối lắm nhở? Trên cái khối suối, trên anh là dân khu vực đồi núi suối mà. Thế chắc suối chắc trong lắm anh nhở? Nước chảy xiết lắm, tốt, đẹp cực luôn lúc nào. Lên lấy chơi thì anh sẽ chơi đi tham quan. Nếu mà tí nữa anh cho em đi suối thì để em qua chợ xong thì em mua ít đồ lên đấy nấu ăn ở suối luôn. Nếu mà đi suối thì không đi được giày kia đâu, phải đi ủng đấy. Đây thì có mấy một đôi ủng của anh thôi. Thế để em sang nhà cô hàng xóm kia, của nhà cô gần kia, em thấy cô đi làm đồng chắc cô đâu có được ủng đấy, em mượn. Thế để anh ấy xong rồi nhá, đồ đạc đi nhá. Anh cho là đồ đạc vào rồi, dọn đồ đạc đi để em đi mượn rồi mang về để em đi. Anh cứ dọn đi để em đi mượn được ổn đấy. Phần điền đúng thật. Em vào thay quần áo đi mà đi đây. Đây, chờ em chút em thay đồ nhé. Thay xong chưa? Em xong rồi, anh không thay đồ à? Ủa không, anh Đoạn đã đi rừng đến núi và đi suối luôn, anh cứ thế này là đồ. Đằng nào thế, đằng một đoạn ra suối vẫn phải thay. Em mặc này là ra suối vẫn phải thay. Em ơi chuẩn bị gì đi em ơi. Em ơi, chỉ cần mang thêm một bộ quần áo đi thôi em ạ. Vâng ạ. Kiki, Kiki, lên đường. Ê, đi chơi này, đi về, đi về nhà mình này. Kiki. Nào, đi nào. Đi về nhà mình chơi đây, đi về thăm thằng đen đây. Ra ngoài chỗ đường lớn em mua thức ăn luôn ngoài đấy, xong thì là mình khoảng độ 5 mét đã đi vào cái buổi cuối đấy nha, là đi cho nó mát.
Vâng. Chưa chưa chưa. Có con này quên không mang mũ đi. Em vào em mua đồ ăn đi nhá. Đây ra cái đường lớn rồi. Con ra đường này giông rét anh ạ. Nó bồ ra con nóng lắm. Giông rét đi. Anh cứ đứng ở đây nhá. Bây giờ còn đây là thịt mông này, bỏ bông rồi, cái nhỏ này được bao nhiêu là mình nhớ nhất? Đây là con này mẹ. Cô tính tiền cháu xem bao tiền. 95.000 à, lại còn lại đi lấy tiền này. Đoạn đi nướng thì là chị thái luôn không em, làm một cái mối gia vị rồi đặt mình ra suối làm gì có gì không có riêng nó chứ mà chị có riêng một riêng có riêng thì bám xong hết rồi không có riêng, nó có nướng là mình có riêng nướng có riêng. Đấy em thấy về. Về nhà em thấy vất vả không? Ở đây xuống dưới rồi. Ừ, chỗ đẹp quá, chỗ này sâu lắm, bây giờ mình nuôi đằng kia em nhá. Ui, nước trong mát quá. Hãy
Suối à? Quê anh có đẹp không? Và tí ăn uống xong á gì tắm ở đây này. Nói chuyện lắm. Thôi, chuẩn bị nấu cơm thôi. Thank you.
Em ơi. Anh đi đâu về đấy? Tính nó đi mới mới để con. Đây kia. Nó lại bốc. Vừa xoài nhái quả xoài đây. Em không tắm à? Em vừa tắm rồi. Đúng rồi thế à? Thôi đấy, để chuẩn bị để mà đi đi về bên đồ sọ nhái nhá. Vâng. Thơm quá. Đây mà không bò là ngã bùng một cái này. Nước suối đây mát quá anh nhở? À đây, em vừa tắm rồi à? Em vừa tắm rồi. Đi xe nhỉ? Đi đi. Nước mát lắm anh ạ. Ừ. Đi đi. Ôi chết, em ơi còn bỏ quên cái xô kìa. Để anh quay lại anh đánh nhá. Em đứng đây chờ anh. Tí nữa thì lại quên mất. Vội quá. Cũng chỉ vì trời sắp mưa thôi. Em chờ anh nhá, để anh quay lại anh đánh nhá. Trời này chuẩn bị mưa to mất rồi. Không về nhanh được cứu đuổi cọ nào mà ướt hết. Mất thôi. Ướt hết đồ đạc của mình. Trơn lắm. Không còn thật là té ngã như chơi. Em vui thế nặng không? Bình thường anh ạ. Thôi anh em mình hỗ trợ nhau. Anh tế cái vai. Gần đến nhà rồi, gần đến nhà rồi. Đây anh thấy chắc sắp đến rồi. Anh xếp cái số gọn vào trong rồi, cho nó gọn. Phong thủy đẹp không? Đấy. Bên này là hồ nước này. Bên này hồ nước này này.
cùng đến nhà anh rồi đúng nó không? Nó về đến nơi rồi. Chỗ này là mình ở đây với nhau thì đẹp đấy anh nhỉ? Đấy đồi, cái đồi cậu yêu anh kia này, đấy là bà cụ bà cho mượn bà ở chứ còn có phải đất của mình đâu. Đấy khu này ở đây đẹp, đấy rất là thân thiện hữu tình đúng không? Thôi đi, đi đi vào nhà đi mà thay quần áo, anh thấy gì ướt hết rồi. Ừ, đi vào nhà anh đi. Đây nước hồ trong mất. Em mà đi đi qua tắt luôn đường này luôn rồi. Đi qua đường này anh. À, đi qua tắt này. À. Nhà mà nhiều mà mày đi đâu hả? Phải đi đâu mà không cửa thằng đen à? Về thăm thằng đen đi chứ. Đây đi tắt em ạ, cả đằng kia nhanh nó hơi xa mà nó gạt rác nó bẩn quá. Vâng. Lúc anh không về không ai ở hay là bỏ ôm tùm nhở? Ừ. Em ơi, ra ghế ngồi đây em ạ. Ở đấy cho anh nuôi gà đấy. Ở đây mất hết chùm, mất hết gà. Ô, chỗ hồ này uống nước chè đi. Chè ngồi đây. Nó ngon rồi. Em ngồi đây em ngắm cảnh chút, anh đi vào thay đồ đi. Không người anh ướt hết rồi. Anh thay quần áo mà. Ê, đồ anh cho người em, đồ anh để em cho mặc đồ anh. Em vào mà thay quần áo đi nhá. Đây thì em vào em thay đồ. Ừ. Thấy vào trong mà thay quần áo. Ở trong đấy em vào thay. Bộ đen xuống hết rồi. Đấy, nhà anh hoàn cảnh thế đấy em ạ. Anh có một thân một mình biết làm nào được. Nó thế rồi. Bây giờ này, bây giờ anh lấy cái máy lửa anh đây chung. Châm thắp hương cho con chó đen tí. Nha, em có ra bà em ngồi nghỉ đi nhá. Đây, thắp hương. Ờ. Đây là con chó đen. Nó bị chết cách đây. À, lâu rồi mà lúc anh nói chuyện mẹ em với cái mẹ em đấy. À, con chó này là cùng bạn với con này đúng không? Ờ, bạn con này anh em nó. À. Đấy. Lúc mà anh nghe con chó trắng này chuột cất nó xong bắt đầu bên đi về dưới đây đấy thì mới gặp gia đình nhà em đấy. À. Thôi, nhỉ? Đen ăn nghỉ nhá. Hôm nay tao mấy thằng trắng về thăm mày nhá. Đây có cả chị Yến Lan nữa nhá, chị Lan là người thăm mày nhá. Thôi em ơi, bây giờ trời mưa rồi, anh em mình đi về vào trong nhà ngồi đây. Vào trong nhà ngồi. Trời mưa rồi. Đi vào trong nhà ngồi thôi. Để em đi vào đấy đi. Đây là cả nhà bếp nấu nướng đúng không? Bếp của anh.
anh nghỉ ngơi đi nhá. Để anh sang bên nhà cụ hàng xóm tí nhá. Vâng, anh đi đi. Anh sang nhà cụ tí. Cụ trông nom nhà cửa cho sang, cảm ơn cụ tí. Vâng.